giống như hỏi thằng Elon Musk nó là ai, sao nó khôn quá, sao nó làm được SpaceX, sao nó làm được Tesla, nó là người hành tinh mà nó xa lắm, nó qua để mà nó dạy cho chúng sanh chúng ta một cái technology. Cái thưa hỏi vậy nó có đạo không? Có, nó biết rồng, nó biết thượng đế, ở hành tinh của nó cũng y như mình vậy đó. Thì cho nên lúc mà nó bắn SpaceX lên á, đặt cái tên là Trajan 1, Trajan 2, có thấy không? Ở trong cái tâm tư của nó, trong cái tiềm thức nó có. Mà ở bên kia họ thờ cha thôi, thờ ông trời thôi. Những cái thành tinh khác, những cái người thằng lằn, những cái người mà chỗ của ông Elon Musk ở đó, nó cũng là người UFO á, nhưng mà nó cũng thờ cha thôi. Thờ cha nghĩa là gì? Thờ cha cũng giống như ông Biden hiện nay đi, Trump đi, gọi đội xuống thành tinh SS gì đó, hey, mày qua bên Biden cũng gọi kêu thằng New York qua Cali dạy cho nó cái này, kêu người kia dạy kia, họ đều nghe được và tuân lệnh của Phật, của tiên, của Bồ Tát, thì nhất là họ rất là sợ cha, họ mang thân người khác mình. Trong mắt của cha coi mình giống như là baby kindergarten vậy, tại cái va thịt của mình dễ vỡ. Còn tụi nó lì hơn, nó khôn hơn, nó sống dài hơn, nó không có bệnh. Thì tại vì chúng ta còn quá non nớt nên chúng ta cứ đánh chiến đấu lẫn nhau, rồi hơn thua lẫn nhau. Một cái cục đất thôi á, chút xíu thôi chúng ta giành nhau. Còn ở ngoài kia nguyên một cái thành tinh của nó chỉ có một tổng thống à. Còn nước của mình nó có nhiều nước, chút xíu mà mấy ông tổng thống. Đó là vì mình còn tham, vì mình không có thông được cái tư tưởng. Còn những cái chỗ kia mấy vị nói trời ơi, nguyên cái trái đất nó chỉ có một người hiệu lệnh thì cả cái trái đất của nó nghe, nó tới mấy chục tỷ người á đều nghe một lời một người. Chỉ có trái đất của mình á là thao trường luyện võ, mà luyện rất là khó vì rất là complicated. Nó cũng giống như ông thả vô một đống mấy cá đá hội đồng vậy đó, từ từ chúng ta phải defend phải không. Còn bên kia là mấy cá kia nó biết khôn, nó trật tự hết, nó không có đấu nhau. Còn này người mình cắn người mình, đá người mình, giống như là không có nương tình đồng loại gì hết. Thì đó là chúng ta. Thì từ đó đó chúng ta mới học khôn hơn, tự self survive, rồi chúng ta mới biết sợ những người dữ, rồi chúng ta bắt đầu mới biết cha biết mẹ, biết tu. Là những cái giai đoạn vừa rồi gì đang xảy ra và sẽ chấm dứt. Qua cái giai đoạn mới thì mình bắt đầu mình theo những cái lối của người ta có sẵn rồi, là sống có trật tự, một tiếng nói sẽ thống nhất được cả tất cả các quốc gia. Sau này nước Mỹ vẫn là cường quốc nha. Mỹ nói một câu, Nga cũng phải nghe, NATO cũng phải nghe, Đức cũng phải nghe, Pháp cũng phải nghe, không có thằng nào mà đi ngược lại hết. Tại lúc đó nó chỉ có một khối thôi, đó là khối tự do. Nó không có khối trục nữa, nó không có khối cộng sản nữa. Thì từ đó trái đất này bắt đầu nó mới thanh bình lại. Ok, bữa nay cái bầu khí quyển của mình bị lủng lỗ ozone này đó, nắng lên rồi đó, không khí hậu khác rồi đó, tụi mày chấm dứt xài than đá nha. Mà có ai dám cả gan xài không? Đâu ai dám. Ok rồi, mấy xe truck chạy ngoài đường khói xăng dầu hư làm ô nhiễm quá, dẹp nha, mình chạy xe truck bằng điện luôn. Thì khi mà thống nhất một cái như vậy, cái trái đất này nó trở lại rất là cực kỳ thịnh vượng. Lúc đó con người á sẽ ham sống hơn thời đại chúng ta. Hôm nay chúng ta sống ngày nào cũng depression, cũng muốn thôi. Trời ơi, lúc làm biến chảy đầu nữa, mặt mày không cần make up sao kể nữa. Cái là mình sống u lì kiểu vậy đó. Nhưng mà sau này á, khi cái trái đất này bắt đầu qua cái thời đại vàng kim á, con người rất là excited. Tại lúc đó đó theo mấy gì cho tôi biết đó, mà người sư phụ phải coi song song với mặt đời, coi nó có matching không nữa. Chứ nhiều lúc một bên á thì mình nói chuyện quá cao siêu ảo,
Còn một bên thì thực chất là gọi là di vật phải không? Mình những cái nó di dời được là khoa học á. Là có người mình travel từ đây lên mặt trăng, từ đây lên quả tinh, mộc tinh, như vậy là dễ ợt. Dễ lắm. Còn hôm nay á, bắn phi thuyền lên thì hài hục, khi lọt nó lụp đụp á. Thì nhưng trong tương lai mình sẽ có những cái phương tiện rất là cao siêu hơn là thời này. Trước mắt á, là dù thấy á, mấy chiếc xe này nè, mai mốt là không còn nữa, cái gì nói. Con người của mình á, nó mấy gì nói là nó đi, nó có những cái chiếc xe tự nó chạy, nó làm cái lane của nó luôn trong không gian luôn á. Có thể sáng mình ăn ở New York, ăn ăn sáng New York, trưa mình ăn trưa ở bên Sài Gòn, tối mình đi về Mỹ mình ăn tối ở Mỹ. Nó bay những cái trái đất này không có lãi gì chứ, 15 20 phút là đi hết. Có nữa. Có là họ làm rồi, Có có rồi, có xe bay rồi nhưng mà chưa có hay máy bay. ta Ở trên YouTube đó cho là nên có à có rồi á sư à phụ. mà nó đi lẹ rồi đi, nghĩa là mà con người á không có phải dành việc làm nữa, mà con người cũng không có đánh nổi, mà chỉ vì một cái hòn đảo Crimea thôi mà phải đánh với nhau chết mấy trăm nghìn người. Còn bây giờ xe tăng từ hết cầu của Liên Xô á, nó pháo kích vô thành Kiev. Ô mệt mấy cái đó quá, không cần thiết nữa, không cần ranh giới. Tức là con người cùng hết, cùng mang một cái máy ở đây nè, đi đâu nó nói chuyện tự do rồi nó dịch ra cho mình nghe luôn vậy đó. Khi con người nó văn minh rồi á, mấy cái chuyện, những cái buồn cười mà hôm nay mình đang trải qua đó, nó nhìn lại tức cười lắm. Thằng Trung Cộng không có cần phải lấy Biển Đông, lấy làm gì để chúng ghét, không có cần thiết, không có cần phải lấy Biển Đông để mà làm không phận của tôi hay nước biển của tôi. Mày uống đi, uống giờ hết. Lúc đó thời khi mà thời đại vàng kim đó, mình có những cái technology cực kỳ siêu, để mà mục đích là gì, trade với nhau, lòng tin với nhau. Khi mà nó bốn thằng kỹ sư mà cùng một lòng tin với nhau thì bốn thằng nó không có fight với nhau, nó cũng design ra một cái tô y chang hết, thì có phải là xếp cái cost không? Còn bốn thằng thằng nào cũng ego á, cái dĩa của tao đẹp hơn, cái mày xấu hơn, nó mà nó giành với nhau từ chuyện nhỏ mà thành ra chuyện lớn tới tới hàng quốc gia thôi là con thấy á, là biết bao nhiêu tốn kém và sức lực để mà tranh đấu với nhau.